Đá phạt này không được, rất nguy hiểm. Như vậy là có bàn thắng đầu tiên dành cho các cầu thủ bên phía FC TP Ecoboost. Và như vậy đã có bàn thắng dành cho đội bóng BVFC Uche. Cú dứt điểm từ xa rất đẹp mắt. Con cháu đưa bóng vào.
nay thì rất là vui là được về Thanh Hóa, là được uống rượu với nhau, đó là chén rượu của hai anh em với nhau.